Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Bắc Cạn yêu cầu khẩn trương điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại quán lẩu Chim Còi ở tổ 8, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, làm 5 người phải nhập viện cấp cứu. Tạm thời đình chỉ cơ sở ăn uống trên nhằm điều tra nguyên nhân, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm, chuyển gấp về Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia để xét nghiệm. Trước đó, tối ngày 17 tháng 10, nhóm 5 người đến quán lẩu Chim Còi để ăn uống. Tuy nhiên, sau khi ăn lẩu và uống rượu được khoảng 10 phút, thì cả 5 thực khách đều có biểu hiện hoa mắt, tím tái, nôn, trong đó có một người xỉu tại chỗ. Ngay sau đó, cả 5 trường hợp này được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tiến hành xử lý xong dạ dày, cho thở oxy, rửa đường tiêu hóa, theo phác đồ của cấp cứu ngộ độc hàng loạt. Đến nay, chỉ số sinh tồn của 5 bệnh nhân tạm thời ổn định.